Bà con đi chợ lên kênh nông nghiệp của Tính ha. Thì hiện nay đang đứng tính đang đứng cái vườn của chú Tâm nè, ở Tầm Vu. Thì hiện tại bông của chú bắt đầu số nhị rồi. Thì vườn chú cũng làm theo quy trình của Tính ha. Cũng ba bước tạo mầm, một bước đầu gốc và một bước phun lá me. Thì hiện tại bông của chú chắc phun được hai cửa dưỡng này. Chuẩn bị bắt đầu bước đầu giai đoạn số nhị nè. Mời quý con thăm vườn cùng Tính ha. Nay bông lên khá dài khá đẹp quý con ơi, thấy đều bông hết trơn này. Vườn của chú cũng tầm độ mười mấy năm rồi, nay bông lên gỗ quá, quá trời đẹp rồi. Rồi giờ Tính thấy là nó không lỗi một đọt quý con ơi, quá đẹp, chùm chùm luôn. Thì cứ rồi Tính cho chú sử dụng canxi bo nè, dọc qua F1, Avacon với thuốc sâu nhẹ nhẹ. Bữa nay đẹp. Này được Tính xe cho chú dưỡng thêm một cửa trước khi số nhị nữa, cho ngon lành. Quá dài, quá đẹp. Phun về phun ba con nhiều vô cho Tính ha, giai đoạn sau nhiệt mùa mưa này nè, phun nhiều vô cho bông nó sáng, nó chống bệnh mình, chống tháng thư rồi đó, để bông mình nó sáng này quý con ha. Quá trời đều rồi, đi này cao quá phải giờ cao cao cho quý con coi những cây này, quá đẹp. Bông quá bông, sáng hịch sáng hới à. Quá đẹp, trời nắng nắng này quay mới đẹp. Với bước đầu sắp tới sổ nhị mà ngay mưa quý con, cộng cơm bộ canxi bo sữa kẽm với ba con cho Tính ha. Một bộ gì chúng ta xài được 400 lít nước, một chai canxi bo nửa lít với một gói ba ba con 100 g, 300 g, chia hai phi cho Tính ha. Quá trời này bông đẹp à. Dạng thật mùa bầu trời luôn. Nhãn này bông giống như hương chi vậy, quá trời bông nè. Đẹp, quá trời đẹp. Sáng gực quý con ơi. Bông này chịu đậu thì thôi luôn à. Nhỏ nhỏ bông quá trời. Nó cũng bước đầu sổ lại gai quý con ơi. Quá trời ong à. Đẹp quá. Bông cũng sáng rực sáng hới à. Còn thấy không? Đẹp thì thôi luôn. Quá em. Cây này không có đổ con này. Quá trời đẹp. Điều hoặc điều cây luôn. Rồi, cũng sắp hết rồi.